Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với Nhà Tốt. Thưa anh chị, ngày hôm nay thì Hòa có nói chuyện với chị Minh, là một đồng nghiệp cùng với Hòa. Thì hôm nay chị Minh có một câu hỏi mà Hòa cho rằng là cũng là một cái vấn đề, cũng là một câu hỏi của nhiều anh chị đang quan tâm đầu tư vào bất động sản, các cái dự án bất động sản, cũng như là cái dự án Vinhome Cổ Loa Đông Anh này. Khi mà Hòa thấy cái câu hỏi này thì Hòa muốn ghi lại cái video này để mà có thể là chia sẻ với tất cả quý vị các bạn. Thì ngày hôm nay chị Minh, em là chị, thì chị Cảm có ơn một Hòa. câu hỏi nào lúc buổi sáng ấy, thì chúng ta có thể chia sẻ với quý vị đang xem trên video không? Chào mọi người, mình là Tuệ Minh, là thành viên trong team của Hòa. Thì thời gian vừa qua, Tuệ Minh cùng với Hòa cũng đã triển khai cái dự án Vincổ Loa này. Và trong cái dự án Vincổ Loa này thì đúng là có rất là nhiều cái nỗi niềm của những người gieo tâm huyết và từ cả xuất phát từ cái nhu cầu của nhà đầu tư. Vì lý do đó mà Minh có một cái câu hỏi dành cho Hòa là đối với cái dự án này, rất là nhiều khách hàng của chúng ta có những cái lời khen ngợi rất là tuyệt vời về dự án này. Vì đây là một dự án có vị trí quá là đắc địa và chưa nói hết những chi tiết hơn về mặt thiết kế của chủ đầu tư. Tuy nhiên là nó sẽ là một dự án có giá trị rất là cao và nó cũng sẽ là một cái dự án mà không phải ai cũng có thể chạm tới được. Vậy thì trên quan điểm của Hòa với góc nhìn của nhà đầu tư thì nhà đầu tư cần phải quan tâm những cái yếu tố gì khi mà bắt đầu xuống tiền để đầu tư cái dự án này? Ok, vâng, thì hôm nay thì đấy là cái câu hỏi mà chị Minh có hỏi lúc sáng. Thì Hòa xin chia sẻ như này: thực ra khi mà đầu tư vào các cái dự án bất động sản nói chung hay là dự án của chủ đầu tư Vinhome này nói riêng, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái câu hỏi để mà đặt ra. Ví dụ như là để mà chúng ta nghiên cứu một cái dự án, thông thường chúng ta sẽ nghiên cứu rất là kỹ vấn đề về chủ đầu tư, bởi vì bản chất của cái việc đầu tư của chúng ta là chúng ta đầu tư vào cái công việc kinh doanh của người khác. Ở các cái dự án bất động sản này nó y hệt như vậy. Khi mà các chủ đầu tư họ triển khai các dự án này, đây là chúng ta đầu tư vào cái công việc kinh doanh của cái chủ đầu tư Vinhome này hoặc cái chủ đầu tư A, B, C, D nào đó. Đấy, thì chúng ta rất là quan tâm về yếu tố đầu tiên, đó chính là yếu tố về chủ đầu tư. Thì về chủ đầu tư Vinhome, họ là cái tập đoàn đa ngành và là cái tập đoàn bất động sản hàng đầu của Việt Nam. Uy tín. Thì cái việc này chúng ta có thể là tạm thời gác sang một bên, bởi vì hầu hết anh chị đã biết rồi. Cái yếu tố thứ hai là khi mà chúng ta đầu tư vào bất kỳ dự án nào, bởi vì đó là kinh doanh của anh chị, thì cái việc chúng ta quan tâm đến hai điều khi mà chúng ta đầu tư đó chính là ai sẽ là người sử dụng cái sản phẩm này cuối cùng và họ sử dụng để làm gì, là cái yếu tố quan trọng bậc nhất. Bởi vì sao? Anh chị đã đầu tư vào dự án này thì ta phải nghĩ đến cái lúc bán, đúng không? Chúng ta có mua thì chúng ta phải có bán. Vậy thì ai sẽ là người sở hữu cái bất động sản này sau cùng để sau này chúng ta có thể bán, để có thể tạo ra lợi nhuận từ cái dự án này, làm cái yếu tố hết sức quan trọng khi mà chúng ta đầu tư. Vậy thì một cái dự án để mà sử dụng thì nó không chỉ là có các cái nhà đầu tư anh chị. Nếu mà một cái dự án mà nó chỉ đơn thuần các cái nhà đầu cơ hay là nhà đầu tư không thôi thì nó là dự án chết hay dự án ma, đúng không nào? Thì với cái dự án như vậy thì nó sẽ không tạo ra cái giá trị tăng thêm. Thì chúng ta đã có rất là nhiều cái ví dụ ở trong cái thị trường bất động sản của chúng ta với hàng loạt các dự án, và kể cả tại cái vị trí mà Hòa và chị Minh đang đứng ở đây, thì cách đây độ khoảng tầm chục năm trước thôi, ở nơi đây thì cái dự án Glecico này cũng không có ai đến, hầu hết không có ai, và rất là hoang mang về giá trị của cái dự án, nó rất là thấp. Thì khi mà Vin họ về thì lúc này họ mới đưa một cái lượng người về, từ đó nó nảy sinh cái nhu cầu khách hàng cuối cùng ấy, lúc ấy họ mới trở về đây để họ làm các hàng quán, và họ mới có một cái khu đô thị, bắt đầu họ quy tụ lại để họ ở, và nó có nhiều yếu tố khác nữa. Vậy thì đối với một cái dự án như Vinhome Cổ Loa này thì chúng ta vẫn phải xét đoán đến cái yếu tố đó, phải là ai sẽ là người sử dụng cuối cùng tại sản phẩm này, và cái sản phẩm này của chúng ta họ sẽ kinh doanh khai thác hay là họ sẽ mua để ở hay là như thế nào, thì chúng ta phải xét rất là kỹ cái vấn đề này khi mà chúng ta đầu tư anh chị. Bất chấp là dự án có những cái điểm gì đi chăng nữa thì cái yếu tố cuối cùng vẫn là người sử dụng cuối cùng này là ai đó, thì chúng ta phải hình dung lên được cái bức tranh cuối cùng của những người đang sử dụng cái sản phẩm bất động sản này, đúng không anh chị? Thì nếu mà mình xét như vậy thì mình sẽ có rất là nhiều cái việc để mà mình phải quan tâm. Thứ nhất, đối với một cái dự án với quy mô là 385 ha này và chia thành nhiều phân khu và cũng có trên 4.000 sản phẩm, khoảng 4.200 sản phẩm. Như vậy thì cái số lượng của nó không phải là quá nhiều đối với một cái dự án có cái diện tích lớn như này. Tuy nhiên, nó không phải là một cái số lượng ít để chúng ta đầu tư. Và khi đầu tư thì chúng ta quan tâm đến yếu tố tiếp theo, đó chính là khả năng thanh khoản. Thì với một nhà đầu tư, chúng ta quan tâm rất là nhiều đến cái giá trị về cái mặt thanh khoản của dự án. Bởi vì sao? Nếu mà chúng ta tính đến một kế hoạch đầu tư ấy, thì chúng ta luôn luôn tính cái chiều thuận và chúng ta cũng phải tính cái chiều nghịch. Tức là khi mà anh chị đầu tư thì chúng ta phải tính cái chiều nghịch đó. Tức từ chiều nghịch tức là sao? Dự án có thể chúng ta mua, sau đó là nó không tăng giá được. Thì cái dự án nào cũng vậy, thì dù có đẹp đến đâu thì nó cũng phải gặp vấn đề đó. Hay là các yếu tố liên quan đến yếu tố vĩ mô của thị trường. Và thời điểm 2022 luôn, anh chị đã trải nghiệm Vinhome Ocean Park 2, 3 đã rất là rõ, hay là các thị trường khác từ phân lô bán nền các thứ. Khi đó là cái thời điểm mà cảm giác cứ mua là thắng đây chị. Tức là cái dự án chúng ta mua vào chúng ta cảm giác là chúng ta thắng được luôn, thậm chí lướt sóng đặt cọc bán chênh rất là nhiều lần.
Nhưng mà chỉ cần khi mà thay đổi cái chính sách vĩ mô của nhà nước thì lập tức dự án nó bị đóng băng. Và rất là nhiều nhà đầu tư đã mất tiền rồi anh chị, thậm chí là phá sản. Rất nhiều siêu môi giới bất động sản lúc đó kiếm được nhiều tiền thì bắt đầu đặt cọc vào để mua cái căn shop house đó, cuối cùng là mất trắng tay. Đó thì cái câu hỏi, cái bài toán này là cái bài toán mà chúng ta phải bàn đến trong quá trình đầu tư. Thì cái yếu tố cuối cùng, cái yếu tố quyết định đến một cái dự án có thành công hay không phải là cái người sử dụng cuối cùng của cái dự án này. Họ là ai và họ sẵn sàng chi ra bao nhiêu để họ sở hữu những cái vị trí bất động sản trong này trong tương lai. Điều gì làm cho cái dự án này có cái giá trị thì chúng ta phải phân tích được các cái yếu tố rất là sâu bên trong. Với cái yếu tố sử dụng ở dự án này thì nó sẽ có hai cái nhóm người. Nhóm người thứ nhất là những cái người mà mua để mà kinh doanh. Đấy, kinh doanh chúng ta phải tính đến là cái dòng người lưu chuyển ở khu vực này, cái lượng người, mật độ ra sao để chúng ta có thể là những cái người thuê để kinh doanh này, những người để mà có thể là vận hành khách sạn này, phục vụ cho cái trung tâm hỗ trợ triển lãm quốc gia này, hay là những cái người mua cuối cùng là những cái người mua để ở. Thì có cái yếu tố gì và có điều kiện gì để họ phải bỏ ra cái giá trị cao hơn với cái giá trị chúng ta mua để họ ở tại cái dự án Hùng Cổ La Đông Anh này. Thì đấy là những yếu tố rất là cốt lõi và nền tảng cho một cái dự án để mà nó phát triển. Tất nhiên khi mà ở cái dự án này, phần lớn nó là nhà phố thương mại này, thì nó cũng có những cái ưu và nó có nhược điểm nhất định của nó khi mà mua được. Và đòi hỏi chúng ta phải lựa chọn những cái vị trí nó thực sự, nó phải thấu hiểu cái người sử dụng ở cái dự án này. Thì một trong những cái vấn đề mà Hòa luôn luôn nói trong các cái video khi mà phân tích với anh chị ở tất cả các dự án, từ chung cư cho đến các dự án, là trong giai đoạn tới là thập kỷ của ô tô, thì cái người sử dụng với một căn biệt thự liền kề ở đây khoảng 20-30 tỷ, cái yếu tố quan trọng của nó là phải có chỗ đậu xe ô tô. Bởi vì thứ nhất như này, cái hạ tầng của cái dự án hiện tại như anh chị nhìn thấy đây, chúng ta phải đánh giá cả cái ưu và nhược điểm. Các cái ưu điểm của nó thì nó có quá nhiều cái hạ tầng, Vin họ làm quá là đẹp, từ công viên cây xanh, từ hồ nước, từ mọi thứ ở trong này, từ bệnh viện, trường học đúng không? Từ tất cả các hệ thống tiện ích của nó trong này thì nó rất là đẹp, từ hồ bơi các thứ rất là đẹp, sân tập thể thao rất là nhiều thứ. Đấy, thế thì bên cạnh đó nó có những cái nhược điểm của nó. Đó chính là cái vị trí để mà đậu xe ô tô. Anh chị hình dung là mỗi một căn nhà này mặt tiền nó khoảng 5 mét. Thì với những cái người mua một cái căn nhà 20-30 tỷ sau này cộng với tiền nội thất nữa thì nó cứ trung bình được khoảng tầm 25 cho đến khoảng tầm 30 tỷ đi, thậm chí hơn. Thì chúng ta sẽ phải sở hữu một vài cái ô tô ở chỗ bình thường nếu chúng ta mua để ở. Còn nếu mà chúng ta mua để kinh doanh thì cái vấn đề của chúng ta ở dự án này nó cũng tương tự như vậy. Nó phải là cái vị trí thu hút được dòng người và thuận lợi trong cái việc đậu xe ô tô, là hai cái yếu tố rất là quan trọng khi chúng ta nghiên cứu và đầu tư vào các cái dự án như thế này. Thế thì để mà trả lời được ai sẽ là người sẵn sàng sau này bỏ ra cái giá cao hơn dự án này để mà mua lại chúng ta, đấy là câu hỏi cốt lõi và chúng ta phải phân tích rất là kỹ lưỡng và chi tiết cho cái dự án này. Đó, bởi vì có những cái vị trí nếu mà để ở thì nó chưa phù hợp và nó lại rất là thuận tiện để kinh doanh. Bởi vì anh chị hình dung cái khu vực này, sau này cái trung tâm hỗ trợ triển lãm quốc gia nó tổ chức là với hàng chục ngàn người, thậm chí là hàng trăm ngàn người. Như vậy thì nó cần một cái nhu cầu rất là cao về lưu trú, về dịch vụ. Đó thì cái sản phẩm của chúng ta nó cũng đáp ứng một phần cho cái bất động sản này. Cái thứ hai nữa là ở trong cái hạ tầng của chúng ta, đúng không ạ? Thì cái việc mà ai sẽ lựa chọn để mà ở tại khu vực này, nó là cái câu hỏi để chúng ta phải trả lời. Từ đó chúng ta sẽ lựa chọn những cái vị trí trong cái dự án để mà nhắm đến đúng cái đối tượng khách hàng của chúng ta trong cái dự án này. Thì khi mà chúng ta mua, chúng ta phải chờ đến cái ngày chúng ta bán. Đó, thì nó phải rõ ràng cái mục tiêu của mình. Còn những nhà đầu tư chẳng hạn thì chúng ta phải quan tâm đến điều đó. Chúng ta phải mua bao nhiêu và khi nào, những cái điều kiện nào để mà chúng ta sẽ chốt lời để thoát ra. Cái game của chúng ta là game kiếm tiền, nhà đầu tư là game kiếm tiền. Nó khác với một cái người mua để mà ở, nó khác. Ở cái đoạn đầu này chị hỏi em là những người mua đầu tư thì mình phải mình phải quan tâm rất là kỹ là cái nhóm đối tượng cuối cùng mình phục vụ là ai, cái sản phẩm shop house liền kề biệt thự này ai sẽ là người sử dụng nó. Giả sử như này, những cái sản phẩm mà liền kề đối diện chung cư ấy, đó thì ai sẽ là người sử dụng cuối cùng, đúng không? Các cái vị trí như này ai sẽ là người sử dụng thì cái người mua chưa chắc phải là người sử dụng, anh chị hiểu không? Mà họ chỉ là người cho thuê để sau này những cái người mà họ vận hành cái kinh doanh này họ sử dụng, thì bản chất nó vẫn là như thế, nó vẫn là kinh doanh. Nếu khu đô thị này Vinhome họ làm tốt, họ tạo ra được cái sự thịnh vượng, họ tạo ra được cái môi trường sống tốt thì sẽ có nhiều người họ về đây họ sinh sống và làm việc, hay là họ tạo ra những cái điều kiện kinh doanh tốt thì cái người kinh doanh họ kinh doanh được, họ mới thuê ở đây, họ kiếm được tiền họ mới thuê ở đây. Đấy, thì về bản chất nó vẫn là như thế, thì chúng ta phải phân tích rất là kỹ từng cái vị trí một. Thậm chí khi mà chúng ta mua những cái vị trí để mà kinh doanh thì chúng ta phải xét đoán đến cái dòng người, cái vị trí marketing. Ví dụ như này anh chị nhá, ví dụ mình mua ở đây một đối tượng chung cư thì
những cái khách hàng của mình ở trên chung cư này họ sẽ nhìn vào những cái mặt nào để mà mở giới thiệu tiếp thị được, bởi vì đứng ở trên tầng cao này nhìn xuống dưới này chúng ta chỉ nhìn thấy nóc nhà. Đúng vậy rồi. Thì những cái vị trí ví dụ như là có khi là vị trí này lại là đẹp, vị trí này có khi lại là đẹp, bởi vì sao, nó tiếp thị được xuống cái người đấy đó. Thì khi mà mình phân tích như vậy, mình có rất là nhiều yếu tố để mà phân tích, mình đánh giá đó. Còn tất nhiên ai cũng nhìn thấy rồi là những cái vị trí mặt chung cư này là sẽ tốt đó, nhưng mà ở trong một cái vị trí ví dụ như là cái dãy mặt đường này thì cái lưu chuyển của dòng người nó rất là quan trọng khi mà chúng ta mua để đầu tư đó. Đấy, còn ví dụ như là không phải là dự án mua kinh doanh đã là xuất sắc hơn dự án mua để đầu tư, thì chúng ta có rất là nhiều cái ví dụ rồi, như là Vinhome Greenbay hay là Vinhome, chúng ta có Vinhome Riverside, thì những cái dự án đó là khu đô thị đóng và đều và giá nó ra tăng rất khủng khiếp. Hiện tại môi giới đang chào Vinhome Greenbay có thể lên tới tỷ 2 đến tỷ 4 một mét cho cái sản phẩm đó. Thì cái về cái vị trí và cái số lượng của Vinhome Greenbay thì nó rất là ít, nó rất là ít hơn, và cái vị trí của Vinhome Cổ Loa này thì thực sự là nó cũng sẽ phải so sánh tương tự hoặc là hơn cái vị trí của Greenbay. Nhưng lý do mà Greenbay họ có nhiều và giá nó tăng là vì số lượng hữu hạn, và cái căn những cái căn biệt thự ấy, khi mà họ thiết kế và thiết kế dành cho giới thượng lưu, bởi vì sao, nó có hồ bơi, nó có tất cả các thứ mà một cái người giàu có họ cần, cần một không gian yên tĩnh, một không gian chung, thì cả các yếu tố đó chúng ta phải đánh giá khi mà chúng ta mua tại một cái đầu tư vào cái dự án. Bởi vì Hòa chia sẻ với chị Minh là hay là quý vị khán giả đây là rằng một cái dự án mà có giá trị cao này đôi khi chúng ta mua vào thì dễ, bán ra có những thời điểm lại rất là khó, nên là cái việc mà chúng ta lựa chọn những cái vị trí để mà nó có sự chiến lược thanh khoản nó rất là quan trọng với một nhà đầu tư đấy. Và một cái dự án bao giờ như vậy, chúng nó sẽ phải khai thác trong nhiều năm để nó tăng dần cái tỷ lệ lấp đầy. Thì tỷ lệ lấp đầy càng cao thì giá trị bất động sản nó sẽ tăng lên càng cao trong theo thời gian đó. Nếu mà một dự án mà chúng ta mua về mà không có ai ở hết hay là không có ai kinh doanh hết thì dự án đấy rất là khó để tăng giá, rất là khó để tăng giá đấy. Về bản chất nó phải là có người sử dụng, còn tất cả các nhà đầu cơ với nhau họ đấy, thì đấy là cái yếu tố quan trọng nhất trong một cái dự án mà chúng ta phân tích về cái việc mà chúng ta đầu tư vào dự án. Thì về cái chi tiết hơn về ngân sách, về tầm tài chính, về vị trí thì trong một cái video này không thể chia sẻ hết với tất cả quý vị khán giả chi tiết từng cái một, nhưng mà để mà nhìn với góc độ như vậy thì bản chất của việc đầu tư để nó phát triển một dự án bất động sản hay là cái việc để mà tạo ra cái giá trị lợi nhuận lớn thì vẫn phải là đầu tư vào kinh doanh. Tức là gì ạ, bản chất của hoạt động đầu tư bất động sản nó là hoạt động đầu tư vào kinh doanh của người khác, nên là chúng ta phải phân tích những yếu tố kinh doanh này. Tại sao chủ đầu tư Vinhome họ lại thu hút được nhiều người cư dân về đây ở sinh sống và làm việc và giá trị bất động sản nó lại gia tăng được, là bởi vì họ làm kinh doanh rất tốt, bởi vì họ có cách thức để làm kinh doanh tạo ra dịch vụ rất là tốt, thì cái người dân họ mới về đến đây để họ ở. Nếu họ không làm tốt những cái điều đó thì không có người về ở. Ví dụ như là em có những cái cặp ở đây họ mua để ở thì họ mua càng gần hồ, họ muốn gần hồ, đúng không? Đấy, thì ví dụ như là cái người mua để ở họ cần những cái điều gì thì mình phân tích và mình đánh giá được cái vị trí các thứ để mình làm được. Còn cái vị trí mà người mua để đầu tư thì nó lại hoàn toàn là khác, bởi vì nhu cầu của cái việc đầu tư nó khác, nó có hai cái phần, một là lãi vốn, hai là dòng tiền đấy. Thì về bản chất cũng như vậy, chúng ta đang đầu tư vào kinh doanh của người khác, tất cả các cái hoạt động kinh tế mà tạo ra lợi nhuận cao hay là kinh doanh hầu hết nó đều là đầu tư vào kinh doanh của người khác, hoặc là mình tự tạo ra hệ thống kinh doanh thì mới có thể tạo ra được giá trị lớn đấy. Còn dự án nào mà không tạo ra được cái đó thì rất khó để nó phát triển và nó tăng giá. Đấy, thì đấy là bản chất trong cái việc đầu tư của mình trong một cái dự án bất động sản. Cảm ơn Hòa. Vậy thì đó là quan điểm của Hòa trên góc độ đầu tư kinh doanh. Thế thì nếu mà cần biết thêm chi tiết hơn nữa về nhu cầu của quý anh chị ấy, làm sao cho nó hợp với căn hộ nào, với mục tiêu nào của gia đình nhà mình hay của tổ chức mình, thì anh chị có thể liên hệ với số hotline của Nhà Tốt để được tư vấn kỹ thêm nhé. Và song song bên cạnh nhu cầu để đầu tư thì nó còn có nhu cầu để ở. Vậy thì trên quan điểm của Hòa, góc nhìn của Hòa, thì nhu cầu để ở thì khách hàng của chúng ta sẽ cần quan tâm những yếu tố gì? Vâng, thì đấy ạ, thì với cái vừa rồi chúng ta đã trả lời cái câu hỏi là để đầu tư, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta mua để mà ở, đúng không ạ? Để mà ở thì họ với tất cả các khách hàng, mỗi một người lại có một cái nhu cầu khá là khác nhau, nên để mà chia sẻ một cách chi tiết cho từng người thì nó sẽ khó. Nhưng mà để mà chia sẻ một cách tổng quan hơn thì nó dễ hơn. Thứ nhất là ở đây khi mà mua để ở, anh chị hình dung là như này, thì cái sự thuận tiện càng thuận tiện bao nhiêu, cái xu hướng cái khu đó ở nó càng tốt bấy nhiêu, càng đông đúc đấy, nó càng tốt bấy nhiêu đó. Và cái sự thuận tiện này chính Vinhome họ đã tạo ra sự thuận tiện trong một khu đô thị này. Mà như các cái dự án thì em chia sẻ với quý khán giả cũng như là mọi người rằng là Vin họ tạo ra 5 yếu tố để mà trong một khu đô thị
thường họ sẽ làm như vậy. Và khi mà chúng ta nhìn như vậy thì nó sẽ có 5 yếu tố, là thứ nhất là chỗ làm việc. Chỗ làm việc nó phải gần với chỗ làm việc, thì những cái người mua ở đây họ sẽ phải gần với chỗ người ta sẽ làm việc. Giả dụ sau này cầu Tứ Liên làm xong đi vào trung tâm phố cổ, đúng không ạ, đi vào phố cổ, đi vào Hồ Tây nó rất là dễ, nó rất là thuận tiện, thì nó phải gần chỗ làm việc. Thứ hai, nó phải gần với trường học. Gần với trường học, đúng không ạ? Đúng ạ, các khu vực trường học đó, thì trong cái bán kính đi lại khoảng tầm 5 phút lái xe, 10 phút lái xe là rất là đẹp. Và tiếp theo nữa là nó phải gần với các cái khu mà kinh doanh. Thì ở đây chúng ta có trung tâm hỗ trợ việc làm quốc gia, ở đây nó sẽ gần với các khu công nghiệp, để đi tỉnh, đi theo các tuyến đường này, đi ra các tỉnh ngoài rất là thuận lợi, lên khu vực công nghiệp Mê Linh các thứ, đúng không ạ? Hay là chúng ta đi xuống khu vực Hưng Yên, Hải Dương hay là các thứ, thì chúng ta đi theo trục đường năm này rất là thuận tiện. Hoặc là đi về đúng không ạ? Đúng rồi, sau này có thể là cái tuyến đường thành phố 2.1 này là đường từ nối từ cầu Tứ Liên này đi lên Thái Nguyên, thì nó cũng lên những khu công nghiệp Thái Nguyên, đúng không ạ? Thì đấy là cái điều kiện là gần với cái chỗ làm việc đó. Tiếp theo đó là những cái vị trí mà người ta thích ở, nó phải gần với những cái dịch vụ tiện ích. Thì đối với Vin thì họ làm rất là gần với dịch vụ tiện ích, rất là gần với các dịch vụ tiện ích. Vậy thì nhìn và xét tổng quan ấy, thì các cái vị trí chúng ta có thể ở được nó cũng dễ tìm hơn. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta lại liên quan đến vấn đề là hướng của anh chị khi mà anh chị lựa chọn, thì cái này cũng đơn giản rồi. Cái này nó chỉ có hai hướng, Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch thôi, thường anh chị sẽ lựa chọn. Nhưng mà trong một cái khu đô thị như này thì nó sẽ có những cái vị trí mà nó đẹp hơn. Thì về cái chi tiết thì chúng ta sẽ chọn những cái vị trí mà nó sẽ là thuận tiện giao thông đi lại. Nếu mà mua để ở, đúng không ạ? Mua để ở, thuận tiện giao thông đi lại, thuận tiện trường học, thuận tiện mua sắm, đúng không ạ? Thuận tiện mua sắm, gần với chợ đấy. Cái yếu tố tiếp theo là gần chợ, nơi làm việc này. Đấy, thì cái yếu tố đấy là cái yếu tố mà thực tế những người đã chọn ở đây, bản thân khách hàng đã mua để chọn để ở đây, là họ đã có những yếu tố đấy rồi. Tức là họ gần với chỗ họ làm việc. Nếu họ mua để ở, là gần với cái chỗ họ đi làm việc, họ di chuyển các nơi, là họ đã xét trước cái vấn đề này rồi. Sau đó họ mới chọn cái này. Cái yếu tố cộng thêm vào của Vinhome khi họ làm là họ tạo ra những cái điều kiện bên trong của dự án, bao gồm công viên cây xanh, hạ tầng tiện ích, đúng không? Khu vực trường học, bãi đỗ xe. Thì ở đây cái vấn đề đúng thì đó chính là chúng ta tìm những cái chỗ thuận tiện để chỗ đậu xe ô tô. Bởi vì trong khu đô thị như thế này, cái yếu tố chỗ đậu xe ô tô trong thời gian tới nó là chỗ hết sức quan trọng. Và nếu mà chúng ta ở cái chỗ mà nó không thuận lợi thì rất là khó chịu. Đấy, thì chúng ta chỉ có một cái lưu ý như vậy thôi. Còn tất nhiên ở đây có nhiều bãi đỗ xe ô tô cao tầng thì chủ đầu tư họ đã chuẩn bị ra đây rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ càng gần với các cái vị trí như vậy để thuận lợi và càng tốt. Đấy. Thì tiếp theo nữa là mua để ở, tránh những cái chỗ mà ồn ào, cà phê, nhà hàng, các cái khu vực mà dự kiến có thể là nó sẽ hoạt động kinh doanh về đêm. Xuyên đêm. Đúng không ạ? Thì là mình phải tránh những cái khu vực đó ra. Bởi vì sao? Nó ồn, không làm thì không, mình không nghỉ ngơi được. Một ngày mình về thì muốn thoát khỏi cái cuộc sống hối hả, gọi là chật chội một ngày, mình đi về cái nơi mà mình yên tĩnh, thì mình phải chọn những khu vực mà nó yên tĩnh, nó tốt hơn đó. Tiếp theo đó là những cái vấn đề liên quan đến Hòa cũng chia sẻ trong rất nhiều video clip rồi, đó chính là những cái vấn đề liên quan đến phong thủy. Thì phong thủy đây nó không phải là cái gì đấy cả. Dưới góc độ nhìn của em thì là tránh những khu vực mà mình có cái tầm view nhìn ra nghĩa trang, hay là tránh những cái chỗ mà nó bất tiện và nó ảnh hưởng đến cái an ninh cuộc sống của mình, là mình sẽ tránh. Đấy, thì đấy là một trong những cái mà mình lưu ý khi mình mua đều. Thì cái mua đều này thì về chi tiết hơn nó phải là ngân sách của khách hàng dự kiến bao nhiêu và khu vực nào khách hàng mong muốn, thì lúc đấy mình phải chi tiết được từng khu vực rồi là hướng rồi là các thứ, nhưng mà mình sẽ ưu tiên vị trí như thế và tránh những cái vị trí gây ảnh hưởng cuộc sống của mình, nó làm xáo trộn cuộc sống của mình. Thì đấy là một số cái lưu ý thôi về ở. Đấy là trong một cái video này thì Hòa cũng chưa nghĩ ra được nhiều cái ý tưởng để mà có thể chia sẻ với anh chị đó. Ý kiến rất là quý báu cho cả những anh em sale của chúng tôi khi mà đi tư vấn khách hàng của mình, và cho cả khách hàng, cả những người để ở và cả những người đầu tư. Và cần thêm chi tiết hơn những cái nhu cầu phù hợp nhất với quý anh chị thì anh chị vui lòng liên hệ với số hotline của nhà tốt để được tư vấn chi tiết làm sao cho phù hợp với nhu cầu của nhà mình nhất nhé. Và ở những video tiếp theo thì Hòa sẽ chia sẻ kỹ hơn thông qua quá trình trải nghiệm của anh chị em chúng tôi. Thì chúng tôi sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái nhu cầu của khách hàng thông qua những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian xem video này. Nếu như thấy video này là hữu ích thì hãy dành cho nhà tốt một like, chia sẻ video này với những người đang quan tâm đến dự án video cổ La Đông Anh, hay là những dự án anh chị đang quan tâm đến các bất động sản dự án khác, thì anh chị có thể là bổ sung vào góc nhìn của anh chị để mà giúp anh chị lựa chọn được cái vị trí phù hợp với anh chị. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video tiếp theo.